Xin chào tất cả anh em. Livestream này sẽ nói cho chúng ta biết sơ bộ về cái technical fit ngắn hay là dài. Tất nhiên dài thì ai cũng thích, nhưng đôi khi ngắn thì lại tuyệt vời hơn. Dài thì ai cũng thích, nhưng đôi khi ngắn thì lại tuyệt vời hơn. Cho nên chúng ta hôm nay chủ đề chúng ta nói câu chuyện về dài hay là ngắn. Ngắn hay là dài? Dài hay ngắn, hay ngắn hay là dài? Các bạn nhìn thấy cái clip này, các bạn share lên trên tường để cho tất cả anh em của thành viên của lớp mình biết, hoặc là các bạn có thể copy đường link để gửi lên trên nhóm Skype của mình để tất cả các bạn cùng biết để cùng vào học. Cái chủ đề này rất là hay. Chủ đề dài hay ngắn, ngắn hay dài? Làm thế nào để giữ được lợi nhuận trong thị trường? Làm thế nào để chốt lời hàng ngày đúng điểm? Và làm thế nào để tối đa hóa được lợi nhuận? Tất cả nó chỉ ở hai cái từ khóa là ngắn hay dài. Đó. Ngắn hay là dài? Ok. Chờ thêm chút nữa để cho đông đông anh em thì bắt đầu chúng ta bắt đầu nói chuyện. Đấy, tôi đã chuẩn bị setup sẵn những cái màn hình rất là cỡ lớn để nói chuyện với anh em. Ngắn hay là dài? Câu chuyện rất là hay, câu chuyện giữa ngắn và dài rất hay. Đôi khi ngắn lại tuyệt vời hơn là dài. Anh em hãy share cái link này lên trên nhóm Skype của mình để tất cả anh em được được biết nhé, trên các nhóm Skype của mình. Chủ đề ngắn hay là dài? Chúng ta chờ chút nữa để cho thêm đông đông anh em mình bắt đầu nói chuyện. Rồi, chào Minh. Xin chào tất cả anh em. Chủ đề là ngắn hay dài là một chủ đề rất là hay. Ai cũng muốn chân dài, ai cũng, nhưng mà chân ngắn thì lại tuyệt vời hơn. Đợi thêm chút nữa để cho đông đông anh em vào thì chúng ta bắt đầu nói chuyện. Chuẩn bị một số hạ tầng cơ sở. Đấy, các bạn nhìn thấy, các bạn nhìn màn hình có rõ không ạ? Anh em nhìn rõ thì comment rõ để tôi được biết ạ. Anh em nhìn màn hình có rõ không? Đấy, hôm nay setup hẳn của màn hình này nhìn nó dễ. Anh em nhìn rõ không nhỉ? Nhìn rõ không ạ? Nhìn trên này chỉ này có rõ không ạ? Nhìn con nhìn được không ạ? Ví dụ chỉ các cái điểm này có nhìn được không ạ? Rồi, chào Phương Trần. Nhìn này được, nhìn nhìn rõ chưa anh em? Chỉ các cái điểm là nhìn rõ không ạ? Không rõ à? À, không rõ.
Không rõ làm thế nào để rõ bây giờ nhỉ? Không rõ. Được rồi, có cách rồi. Rõ hơn chưa? Anh em nhìn rõ hơn chưa? Trên các hình như này nhìn rõ hơn chưa? Rõ hơn chưa nhỉ? Rõ hơn chưa? Đấy, chỉ các cái điểm 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 tên 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 trên màn hình này nhìn rõ hơn chưa? Đấy, phóng zoom ra gấp đôi rồi đấy. Màn hình này màn hình cỡ lớn. Rồi chắc là ngon rồi. Đây 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 là cái đồ thị của ngày hôm nay. Đấy, tôi nói ví dụ như ngày hôm qua. Ngày hôm qua điểm cao nhất bắt đầu rồi chưa nhỉ? Bây giờ là 23 người. 23 người. Thôi chờ tí nữa cho anh em thêm thêm đông lại. Thôi được rồi, nhìn ở đây để tí tôi nói cụ thể trên này, còn lát nữa có cần thiết thì vẽ thêm trên ở trên trên cái clip chat này. Đây. Chủ đề ngắn dài, dài ngắn. Nhìn nhìn rõ hơn chưa nhỉ? Đấy, nhìn chắc là rõ hơn rồi đấy. Thôi được rồi, hôm nay là chiều buổi chiều cuối năm, buổi trưa cuối năm. Một đấy, chủ đề ngắn dài. Để bảng như anh em nhìn rõ không? Rõ đúng không? Anh em có mặt comment nhé nhé, comment nhé để cho nó nổi lên tường, để cho tất cả anh em khác nhìn thấy cái clip này. Bởi vì cái clip này là clip mà tôi phát ở trong group chúng ta thôi chứ không phát ở trên tường, nên anh em không share được. Chúng anh em copy đường link này ở trong group ấy, ném lên Skype để cho anh em các lớp đều biết, để các nhất là các lớp trưởng nhé, các lớp trưởng biết thì share lên trên cái nhóm Skype để anh em vào học. Đấy, cái chủ đề này chủ đề rất là quan trọng. Đấy, chủ đề rất quan trọng. Hiện nay đã có 24 người rồi. Chúng ta chờ thêm khoảng 5 phút nữa chúng ta bắt đầu nhé. Đấy, cái chủ đề này là chủ đề ngắn hay dài, nó liên quan đến 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 cái câu chuyện ngày hôm nay. Hôm hôm trước những ai đi học ngày hôm trước thì tôi nói đến câu chuyện là các nguyên lý cắt lỗ, nó rất là nhiều nguyên lý cắt lỗ, có nhiều rất là nhiều công thức, rất là nhiều cách để chúng ta tính toán được điểm cắt lỗ. Nhưng tính toán cắt lỗ còn dễ hơn là tính toán take profit. Đấy, cái câu chuyện là câu chuyện hôm nay tôi muốn nói chuyện là liên quan đến TP. Đấy, TP chốt lãi ngắn hay là chốt lãi dài liên quan đến take profit. Mà câu chuyện này thì xử lý nó còn khó hơn là cả câu chuyện cắt lỗ, và đôi khi là nó còn bị chi phối bởi tâm lý của mỗi người đấy, hay còn nói cái khác còn nói là lòng tham đấy. Như vậy là cái chủ đề này là chủ đề rất là quan trọng trong trong giao dịch thành công đấy. Hiện nay chúng ta đã có 24 người rồi. Bắt đầu rồi chị nhỉ? Rồi bắt đầu chưa ạ? Rồi đấy, chủ đề ngắn hay dài? Dài thì ai cũng thích, nhưng đôi khi ngắn mà đều thì lại còn thích hơn, lại còn tuyệt vời hơn. Đấy, làm thế nào để ngắn thôi nhưng mà nó đều đặn, ngày nào cũng có cái ngắn để dùng, còn hơn là cả tháng mới được một thằng dài, đúng không ạ? Ngắn mà đều ngày nào cũng về thì còn thích hơn là dài.
Đấy, cho nên là chúng ta hãy tập trung hôm nay từ khóa chúng ta là ngắn hay là dài. Đấy, từ khóa này rất là hay. Và quan sát nhiều hôm và cũng qua mấy hôm nay cũng có thời gian để đi gặp gỡ một vài anh em trong catching, nghe tâm tư nguyện vọng của anh em thì thấy là anh em có tâm sự là anh em đang vướng rất là vướng ở cái câu chuyện là ngắn hay dài hay ngắn hay dài, và cứ làm anh em luẩn quẩn, nhiều lúc đang lãi rất là nhiều, lãi rồi nhưng mà không biết xử lý nào, lại làm cho bớt lãi đi, và bớt lãi rồi còn không biết xử lý nào, lại làm cho nó gì về không, và thậm chí lại làm cho thị trường nó quay ngược trở lên là bị cắt lỗ, như thế là rất là đau khổ. Đấy, như vậy là hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là một cái chủ đề ngắn thôi, nó chỉ khoảng 30 phút thôi, trước giờ ăn trưa, trước giờ nghỉ ăn trưa của mỗi anh em 30 phút thôi, sau đó là chúng ta nghỉ ăn trưa và để rút kinh nghiệm cho tất cả những cái giao dịch gần đây, và đặc biệt là trong cái phiên Tết âm lịch này, trong cái phiên Tết âm lịch là những cái phiên đó thị trường nó biến động kiểu co giật, nó co lên giật xuống, và nếu như anh em ta không biết cách xử lý thì tiền đến rồi lại tiền lại đi, rất là tiếc. Bắt đầu câu chuyện nhé, 30 người rồi, thôi bắt đầu đi, ai vào muộn thì mất quyền lợi. Đấy, câu chuyện chủ đề chúng ta là ngắn hay dài. Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung đến take profit. Đấy, câu chuyện hôm nay chỉ tập trung đến từ khóa là take profit. Tập trung vào từ khóa chốt lãi, take profit. Thế vậy là một cái công thức đơn giản thế này, rất đơn giản thôi, mà tôi liên tục nhắc đó là công thức 10 giá. Đấy, cái công thức 10 giá. Đấy, trong ngày. In đây. Trong một ngày, cái công thức này công thức rất là hay. 10 giá nghĩa là thế nào? 10 giá ở đây anh em ta phải hiểu là như thế này. Là 10 giá là giá biến động chứ không phải là từ cái điểm chúng ta vào lệnh mà được 10 giá hạn chốt. Đôi khi tại cái điểm chúng ta vào lệnh nó chỉ được khoảng 5 giá hoặc 6 giá là chúng ta đã phải chốt rồi. Bởi lẽ là như này. Đây tôi lấy ví dụ này, nhìn ở trên hình này chúng ta nói sơ bộ này biết, tôi vẽ ra đây nhé. Tôi lấy ví dụ như ngày hôm nay. Ví dụ như ngày hôm nay điểm cao nhất của ngày hôm nay là 1220. Đây, điểm cao nhất ngày hôm nay là 1220. Điểm cao nhất. Đây là điểm top của ngày hôm nay. Điểm cao nhất của ngày hôm nay. Thế vậy là lấy cái 20 này trừ đi 10 giá. 20 này trừ đi 10 giá thì nó chỉ còn lại là gì, về cái ngưỡng này là 1210. Đấy, 1210. Các bạn đến cái ngưỡng này là 1210. Thế vậy nếu như chúng ta mà bán được loanh quanh vùng đỉnh, bán được loanh quanh vùng có thể là 20, có thể là 19, có thể là 18. Đấy, có thể bán được 3 chỗ này, thậm chí có những bạn bán ở 17. Thậm chí có những bạn bán ở tận chỗ 17. Đấy, chỉ bán được 17 thôi. Thế vậy nếu như mà theo công thức 10 giá này trong ngày, công thức này áp dụng trong ngày. Thế vậy công thức 10 giá này là chúng ta tính từ điểm cao nhất của ngày là 1220 đến chỗ 1210, là đến cái khu vực 10, 11 này là phải chốt rồi. Nếu như ai mà để take profit tự động thì tốt nhất là để cộng thêm 1. Có nghĩa là chỉ còn 9 giá thôi. Đấy, cộng thêm 1 giá. Thế có nghĩa là chỗ này nó chỉ còn lại là có 1211. Đây, như trên hình chúng ta để 1211 đây. Đấy, 1211. Thế vậy là nếu như anh em ta mà bán ở, nếu ai bán ở giá tốt nhất có thể bán ở giá 19, kém hơn là giá 17, kém hơn nữa là giá 18. Thế vậy là dù nó bán ở chỗ nào loanh quanh từ 17, 18, 19 hay là thậm chí bán được đúng đỉnh 20 thì đến cái đoạn mà 11 này chúng ta đều phải chốt hết. Mọi người hiểu thế này không ạ? Đấy, như vậy là tính từ cái điểm tốt của ngày này, cao nhất của ngày đến trừ đi 10 giá thì nó chỉ còn lại đến cái khu này thôi. Và đến cái khu này, là chúng ta phải tư duy, chúng ta phải chốt trạng thái, bởi vì là thường đến những cái đoạn như này, biên độ trong ngày, một ngày nó 10 giá rất là tuyệt vời rồi. Ví dụ như ngày hôm qua ở khu 19 nó về tận 09 thì vì 09 hôm qua tôi đặt take profit ở 09 cho nên là nó chưa chạm tự động được mà nó co lên đến lúc lại phải ngồi chốt tít ở trên này. Tất nhiên đến lúc đấy là mình phải chấp nhận. Khi không chốt được ở giá cao nhất, giá ngon nhất thì đến cái đoạn này nó co lên rồi buộc chúng ta phải chấp nhận chốt. Nếu hôm qua không chốt bán ở cái lệnh này thì hôm nay nó lại lên tận 20 thì lại hòa, và bây giờ mới lãi được một tí. Đấy, mới lãi được một xíu. Thế vậy thay vì thế thì là gì?
giao dịch trong ngày chúng ta nên áp dụng công thức 10 giá, áp dụng công thức 10 giá và cứ lấy cái điểm cao nhất trong ngày hôm nay, lấy điểm cao nhất trừ đi 10 giá, được bao nhiêu cộng thêm 1, có lẽ tóm lại là chỉ có trừ đi 9 giá thôi. Đấy, 1-2-10 chỉ đến 1-2-11, 1-2-11 là đến đoạn này chúng ta phải tư duy chốt. Cho dù bạn có bán được ở giá 18, 19 hay thậm chí có bạn bán được giá 17, nếu như ai vào trễ bán được chỉ được giá 17 thôi thì đến 12, 11 này thì chỉ được có gì? Có 6 giá thôi. Treo tích một phít tự động, treo tích phít tự động auto tích một phít auto TV. Đấy thì để ở cái giá này, giá 1211 này. Và đến cái chỗ đấy thì lập tức là gì? Tự động chốt cho chúng ta. Và khi đến cái chỗ này rồi nên chốt, bởi vì là biên độ 10 giá thường là hay có phục hồi, hoặc là có, nếu đang giảm thì có phục hồi lên, mà đang lên thì có phục hồi xuống. Như vậy là làm đến cứ đến ngưỡng 10 giá này là chốt, và cứ đến như thế này là đủ chỉ tiêu của ngày rồi là nghỉ. Đấy, và chỉ như thế thôi thì chúng ta mới đi được lâu, đi được dài, đi được bền và không bị mất máu ở trên thị trường. Đấy, có nhiều anh ấy không nghe, lãi tận mười mấy đô rồi mà không chốt, không nghỉ, xong đến những vào những lệnh sau, vào những lệnh sau thì là lại bị trả lại thị trường hết. Đấy, như thế rất là đáng tiếc. Đấy, không áp dụng công thức này nhiều khi là lãi có rồi, có lãi rồi, sau đó lại bị mất hết lãi, rất là đáng tiếc. Chính vì thế mà cái buổi chia sẻ hôm nay nó chỉ ngắn thôi, nó chỉ có khoảng 15 phút hoặc đến nửa tiếng thôi. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh lại một điều là như này, bởi vì là cả thời gian nghỉ Tết này, sau đó là tháng nghỉ tháng riêng nó rất là dài, tuần này nghỉ, tuần nghỉ Tết nghỉ, xong ra Tết lại nghỉ một tuần tiếp nữa nghỉ, xong lại tiếp tuần đấy lại một tuần nữa level 2, K3 nghỉ. Cho nên là anh em gặp tôi ít nhất phải một tháng nữa mới gặp tôi ở trên offline, trên lớp. Cho nên là tôi muốn chia sẻ công thức này để cho anh em tránh được lượng được những cái rủi ro không đáng có xảy ra. Đấy, như vậy là áp dụng ngay công thức 10 giá. 10 giá này không phải là tính từ điểm chúng ta vào lệnh, chúng ta cài take profit xuống 10 giá, mà tính từ điểm cao nhất của thị trường. Điểm cao nhất của thị trường, ví dụ như hôm nay là 1-2-10 điểm cao nhất, thì chúng ta tính xuống 9 giá là 1-2-11. 1-2-11 là điểm đấy, nếu như ai có cài take profit tự động thì cài 1-2-11 vào đây. Đó đó. Đấy, 1-2-11 vào đây. Thế vậy là nếu cho dù bạn có bán được ở giá là 18, 17 hay là 19 hoặc là 16 thì đến chỗ 11 này cũng phải chốt lại. Đấy, cũng chốt lại. Chốt lại không, như thế là đủ chỉ tiêu rồi, mỗi một ngày chỉ cần 5 giá thôi là đủ chỉ tiêu rồi. Đủ chỉ tiêu xong rồi chúng ta nghỉ mai. Anh em hãy tưởng tượng như này. Ở trong thị trường này cứ mỗi sớm mai thức dậy là lại có cơ hội mới. Mỗi sớm mai thức dậy là chúng ta hãy có đều có một cơ hội mới. Cho nên là đừng bao giờ lo là không có cơ hội, đừng bao giờ lo là bị lỡ tàu, đừng bao giờ lo là lỡ nhịp, đừng bao giờ lo là không còn cơ hội, liên tục có. Không có cơ hội phiên sáng thì có cơ hội phiên chiều, không có cơ hội phiên chiều thì có cơ hội phiên Mỹ. Cho nên là lúc nào cũng có. Hãy nhớ đến công thức 9 giá này. Đấy, cho làm thế nào để ngày nào tiền nó cũng về. Đấy, đây là trường hợp là ở đỉnh là 1-2-20. Thế vậy nếu là trường hợp mà xuống đáy, chúng ta tư duy tương tự. Nếu giả sử như đáy hôm trước, giả sử ở cái khoảng, nếu như ai mua được ở khoảng này, giả sử như là 1-2-02, giả sử đáy 1-2-02, khi thị trường nó tăng trưởng lên thì chúng ta cộng thêm 10 giá. Giả sử đây là điểm thấp nhất của ngày, điểm thấp trong ngày, thấp trong ngày, đấy, thấp nhất trong ngày đấy. Đấy, hay gọi điểm thấp nhất trong ngày, thấp nhất trong ngày. Tức là cộng lên 9 giá, cộng 9 giá lên thì nó lên 1-2-11, đúng không? Thì chỗ này là 1-2-11. Đấy thì được. Nếu như mua được ở đoạn kia, cài sẵn take profit ở đây luôn, là cài sẵn auto take profit ở đây luôn bằng cái giá này luôn, đúng không ạ? Thế vậy có nhiều người giả sử như không mua được, giả sử nó xuống đây loay quanh cái này nó đi lên. Thế vậy nếu như không mua được 1-2-02 mà giả sử nó xuống đây lên đây mua lên, giả sử chỗ này là 1-2-03-04, giả sử 1-2-04, thế vậy từ 1-2-04 này, nếu như buy ở chỗ này rồi và buy ở đây rồi thì đến chỗ 1-2-11 này chúng ta chỉ có được 7 giá thôi thì cũng phải chốt. Đây là dương 7 giá. Đấy, cũng chốt. Hoặc thậm chí có những anh chậm vào chậm hơn là chỉ có mua được ở 1-2-05. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thì 1-2-05 nó tăng trưởng lên đến cái chỗ tăng trưởng lên chỗ 1-2-11 này, thì từ đây lên đây là cũng chỉ được có 6 giá thôi. Đấy, 6 giá thôi. Và như thế chúng ta cũng nên chốt. Đấy, mọi người hiểu công thức này không ạ? Nếu điểm thấp nhất của ngày là 0-2 thì điểm cộng 9 giá lên 1-2-11
thì chỉ cần tăng trưởng từ 0.2, 0.3 hoặc 0.4, 0.5 thì lên cái này chúng ta có thể lãi được 6 giá, 7 giá hoặc thậm chí 8, 9 giá. Và hoàn toàn như thế thì chúng ta đã đủ chỉ tiêu của ngày rồi. Và hoàn toàn như thế đã đạt được chỉ tiêu. Và chúng ta đã chốt lại và ngày mai lại có cơ hội mới. Bởi vì là giai đoạn gần đây thấy là anh em đang bị ảo tưởng sức mạnh nhiều quá. Đang bị ảo tưởng. Và chúng ta là hay đang tính ngắn rồi lại chuyển sang tính dài. Đang vào lệnh ngắn rồi vào lệnh dài. Và anh em hãy nhớ là gì? Cứ đến đủ chỉ tiêu trong ngày như thế này là chốt. Sáng ngày mai ngủ dậy thì lại có một cơ hội mới. Ngày mai tỉnh giấc lại có một cơ hội mới. Hãy nhớ điều này. Cứ ngày mai mở mắt dậy lại có một cơ hội mới. Ví dụ như sáng nay là cơ hội còn tuyệt vời, bán tuyệt vời hơn cả sáng qua. Đấy, ngon hơn cả sáng qua. Thế vậy là bán được 1220, bán ở trước 1220 này thì nó chỉ cần về đến khoảng 1211 là chốt rồi. Chốt nghỉ. Bây giờ chốt tóm lại là chốt luôn, chốt hết luôn. Chốt xong là nghỉ. Nhưng bây giờ là còn giải quyết được nhiều tình huống quá. Bây giờ anh em và tư duy đang phức tạp quá, rất phức tạp. Làm cho là lãi rất là nhiều. Và nên nó không chốt xong đến lúc như hôm qua. Ai mà bán hôm qua xong không chốt thì hôm nay lại ngồi đếm sao cả ngày hôm nay. Rất là đau khổ. Đấy, bán ở chỗ hôm qua xong không đến điểm take profit là chốt. Mà tốt nhất là tính toán nó non hơn một tí và cài take profit tự động. Đấy, chỉ khi nào mà take profit tự động nó không khớp được như kiểu tôi hôm qua 129 không khớp, thì khi nó lên đoạn trên là buộc là luôn căng chốt là chốt một tay. Chốt xong đi ngủ. Lãi ít còn hơn là không lãi. Đấy, vấn đề nó như vậy. Và có như thế thì mới có tiền ngày nào nó cũng về. Ok chưa? Đấy, đây là cái công thức 10 giá là như vậy. Tính điểm cao nhất, tính điểm thấp nhất, cộng lên hoặc trừ xuống 10 giá. Và nếu như có vào được sát đỉnh hoặc sát đáy thì cũng đến cái điểm 10 giá là chốt. Hoặc nếu mà vào được kém hơn thì lúc ấy chỉ lãi được 5-7 giá thôi thì cũng chốt. Ngày mai lại có cơ hội mới. Ok chưa? Rồi, đấy, cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay tôi chỉ mong muốn nhấn mạnh cho anh em là cái kỹ thuật chốt lệnh. Điểm vào thì rất là tốt, nhưng mà điểm ra thì không tốt, làm cho là nhiều anh em mất máu. Và nhiều anh em là gì, cả tuần, 2 tuần, 3 tuần là đều không kiếm được lợi nhuận. Đấy, rất là tiếc. Đấy. Ok chưa? Rồi, anh em có câu hỏi nào, giao lưu 1-2 câu hỏi. Anh em có câu hỏi nào comment 1-2 câu hỏi anh em cùng nói cùng giải đáp. Rồi anh em có câu hỏi nào không ạ? Anh em có câu hỏi nào anh em comment đi. Đấy, còn lại ví dụ như là hôm nay đây tôi xoay camera chút để cho nó tập trung vào cái bảng này. Đấy. Có mơ không nhỉ? Rõ chưa? Anh em nhìn rõ chưa? Đấy. Đấy, tóm lại anh em cứ áp dụng công thức này thì là ngày nào cũng có tiền mà không lo bị mất. Được chưa? Còn tất nhiên là cái điểm vào lệnh của mỗi anh em thì là chúng ta phải tính toán rất là cẩn thận, dùng hội tụ kỹ thuật. Điểm vào lệnh, ví dụ như hôm nay là 1220 là điểm hội tụ kỹ thuật. Đấy, thì chúng ta phải tính toán cái điểm hội tụ kỹ thuật này, phần hội tụ kỹ thuật. Thì chỗ này là rất là nhiều thứ. Hoặc là nếu như có mua ở phía dưới chúng ta phải tính toán hội tụ kỹ thuật thì chúng ta vào lệnh được. Và vì vào lệnh trong ngày có 10 giá thôi nên cắt lỗ chúng ta phải cắt ngắn thôi. Đấy, cắt lỗ ngắn thôi, 5-6 giá thôi. Cho nên phải tính toán cẩn thận. Đấy. Và hai nữa là gì? Là câu hỏi là gì? Câu hỏi là có thị trường có lên nữa không à? Thị trường là khả năng nó vẫn còn lên, bởi vì là nhìn USD index là nó vẫn cái cửa nó vẫn còn cửa xuống nhiều. Nên là những cái nhịp này chúng ta bán
bán ở những điểm này là chúng ta tư duy theo ngày thôi cho nó dễ. Khi nào thấy chỉ báo rõ nét ở cây này kênh xuống thì lúc đấy mới tư duy dài sau. Còn hôm nay tập trung vào tư duy ngắn trước, làm thế nào để đều đặn và ngày nào cũng có tiền, như thế là ngon hơn là cứ leo mãi một cái nhịp mà mãi về sau không biết bờ đến đích ở đâu. Đấy. Đúng rồi. Đấy, cứ áp dụng công thức này là ngày nào cũng có tiền. Tất nhiên điểm vào lệnh chúng ta phải tính toán cẩn thận, điểm vào lệnh chúng ta phải tính hội tụ đầu trên hoặc hội tụ đầu dưới.